Bắc Hưng Hải là hệ thống thủy lợi lớn nhất của vùng đồng bằng sông Hồng, bao gồm 4 tỉnh, trong đó có tỉnh Hưng Yên với chiều dài 34 km. Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm trên toàn hệ thống kênh đang lên mức báo động. Việc duy trì dòng chảy trên các trục sông nhằm giảm thiểu ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, cải thiện môi trường sinh thái cần sự vào cuộc của ngành chức năng, doanh nghiệp và người dân các tỉnh có hệ thống sông Bắc Hưng Hải chạy qua. Tỉnh Hưng Yên, toàn hệ thống có 83 kênh chính và kênh nhánh bị ô nhiễm, trong đó 27 kênh mương bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Hiện nay trong hệ thống các điểm xả thải trực tiếp vào kênh chính Bắc Hưng Hải thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó nước thải thành phố Hưng Yên đến thị trấn Lương Bằng đổ vào kênh Cửu An, cống Ngọc Đà, Tân Quang ra sông Đình Dù, cống Phần Hà, cống Văn Phú, Ngọc Lâm và kênh Trần Thạch Ngọ ra kênh Kim Sơn, tất cả đều là nước từ các khu cụm công nghiệp và dân sinh. Theo số liệu của Viện Nước Tế Tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, tổng lượng nước thải xả vào hệ thống Bắc Hưng Hải khoảng 450.000 mét khối ngày đêm. Trong đó, nước thải sinh hoạt chiếm gần 60%, nước thải công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh gần 26%, hầu như nước thải sinh hoạt chăn nuôi làng nghề và hơn 70% nước thải công nghiệp chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu trước khi xả thẳng vào công trình thủy lợi. Do hệ thống Bắc Hưng Hải là khép kín, tất cả các nguồn thải phát sinh trong hệ thống đều dồn về kênh trục Bắc Hưng Hải. Theo quy định, các đối tượng xả thải dưới 5 mét khối ngày đêm không phải xin cấp phép xả thải. Tuy nhiên, các đối tượng này xả tới 60% tổng lưu lượng vào hệ thống, chủ yếu là nước thải từ sinh hoạt, làng nghề chăn nuôi và hầu hết đều chưa được xử lý. Các đối tượng cần được cấp phép thì các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa xử lý được. Để giảm thiểu và từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên hệ thống Bắc Hưng Hải, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp từ trung ương đến địa phương và tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. Giải pháp đầu tiên mà chúng tôi thấy là công tác kiểm soát nguồn thải. Ý là phải làm sao mà vận động được người dân, chủ nguồn thải, chủ các doanh nghiệp, người ta tự nguyện, tự giác nhận thấy, người ta cảm thấy là trách nhiệm của mình là phải thu gom xử lý rác thải trước khi xả vào công trình thủy lợi. Thế rồi cái biện pháp thứ hai là ngành thủy lợi cũng phải nên xem xét là rà soát lại quy hoạch thủy lợi, xây dựng các cái chương trình cải tạo nâng cấp các cái công trình tưới tiêu để làm sao mà tăng cường cái khả năng lấy nguồn nước vào và tăng cường cái khả năng tiêu thoát để cải tạo, để gạn tháo kênh mương, giảm thiểu đi cái nguồn ô nhiễm nước trong của mình. Đề xuất với lại Bộ Nông nghiệp là có một cái giải pháp tạm thời, đó là xây dựng cái trạm bơm Xuân Quan để bổ sung nguồn nước, để tạo cái dòng chảy môi trường để giúp giảm thiểu ô nhiễm. Về cái căn cơ đấy thì cũng đề xuất với lại các cấp chính quyền làm sao mà thu gom được cái nước thải và cái chất thải đấy và xử lý trước khi mà đổ ra cái môi trường. Cùng với đó, các địa phương cương quyết từ chối tiếp nhận các dự án đăng ký đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường, công nghệ lạc hậu. Không cho các dự án không có hệ thống xử lý nước thải hoặc có nhưng không đảm bảo đi vào hoạt động và thường xuyên kiểm tra và tổ chức xử lý các vi phạm trong việc xả thải. Tập trung mở đợt cao điểm kiểm tra và xử lý đối với các doanh nghiệp cũng như là các cái hộ kinh doanh dọc tuyến sông có dấu hiệu xả thải cũng như là đổ rác thải vi phạm môi trường và cương quyết xử lý. Vấn đề cấp thiết là cần sớm có đề án tổng thể các giải pháp bảo vệ nguồn nước, chất lượng nước, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của khu đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề theo quy định của luật bảo vệ môi trường, giải quyết dứt điểm các tuyến kênh ô nhiễm nặng và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các khu vực. Đặc biệt là người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường và cuộc sống của chính mình.